Mini, bạn thân Lisa mặc đẹp cỡ nào mà được Miu Miu yêu ái? Không chỉ xuất thân trong gia đình danh giá ở Thái Lan, Mini còn có phong cách thời trang ấn tượng và nổi bật trong dàn idol nữ Gen 4. Mini tên thật là Mini Nicha Ion Tararak, người đẹp Thái Lan sinh năm 1997, thuộc một gia tộc có tiếng trong giới hy số, tầng lớp thượng lưu của xứ sở chùa vàng. Năm 2018, Mini ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc G-Idol. Ngay từ khi mới debut, cô đã nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng nhờ ngoại hình xinh xắn, thần thái cuốn hút và hình thể khỏe khoắn, quyến rũ. Nữ nghệ sĩ đến từ một gia tộc danh giá, được biết đến như gia đình dòng dõi âm nhạc đầu tiên của xứ chùa vàng. Với background gia thế khủng, khí chất tiểu thư danh gia vọng tộc của Mini cũng khiến cô nàng là một gương mặt phù hợp được các thương hiệu cao cấp chọn mặt gửi vàng. Sau một thời gian tiếp xúc cùng Miu Miu, tham dự các event lớn nhỏ của nhà mốt, trong những ngày đầu tháng 8 vừa qua, Mini đã chính thức trở thành đại sứ của thương hiệu. Màn xác nhận mối quan hệ này giữa người đẹp Thái Lan và nhà mốt nước Ý nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ cũng như của truyền thông. Ngoài Mini, Lisa, thành viên nhóm nhạc quốc tế nổi tiếng Blackpink cũng là một trong những gương mặt được yêu thích của thương hiệu Miu Miu. Cả hai cô nàng đều có ngoại hình xinh đẹp và phong cách thời trang cá tính, hiện đại, đồng thời cũng là bạn thân thân thiết với nhau từ lâu. Miu Miu là một thương hiệu thời trang danh tiếng của Ý, thuộc sở hữu của tập đoàn thời trang nổi tiếng Prada. Ra đời từ năm 1992, Miu Miu mang đến cho những người phụ nữ yêu thích thời trang một phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng và đầy cá tính. Với việc trở thành đại sứ của thương hiệu Miu Miu, Mini đã góp phần tăng thêm sức hút cho thương hiệu này tại thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là tại xứ sở chùa vàng, quê hương của cô nàng. Sự ưu ái của Miu Miu đối với Mini cũng đã chứng minh được tầm ảnh hưởng của cô nàng trong giới thời trang. Những bộ trang phục, phụ kiện của Miu Miu khi được mặc bởi Mini đều trở nên đặc biệt và cuốn hút hơn hẳn. Từ đó, thương hiệu này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều khách hàng mới, đồng thời củng cố thêm vị thế của mình trong ngành công nghiệp thời trang quốc tế.